chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tin tức Mekong phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh HGTV. Hôm nay ngày 8 tháng 6 năm 2017, nhằm ngày 14 tháng 5 năm Đinh Dậu sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Quảng Ngãi hải hùng đĩa dài 15 cm làm tổ trong mũi người chỉ vì lỡ tắm suối. Bình Dương án mạng kinh hoàng, đến nhà bạn chơi rồi treo cổ tự vẫn. Đồng Tháp xuất hiện con vật kỳ lạ thích ăn nhiều khiến ai cũng ngước nhìn. Dư luận xôn xao việc đăng ảnh trẻ em lên mạng xã hội sẽ vi phạm pháp luật. Nhiều vấn đề đặt ra là đăng như thế nào mới đúng và như thế nào là sai. Để có câu trả lời, mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục Mekong cận cảnh phát sóng vào cuối chương trình hôm nay. Thưa quý khán giả, chắc hẳn nhiều người trong số quý vị đã từng trải qua tình trạng nóng bức khó chịu khi phải đứng chờ tại các trạm xe buýt. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ được cải thiện trong thời gian tới khi thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành lắp đặt thử nghiệm máy phun sương điều hòa không khí tại một số trạm xe buýt. Người dân Sài Gòn nghĩ sao về động thái này? Ghi nhận của phóng viên tin tức Mekong vừa gửi về từ thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị khán giả, hiện tại Hoàng Oanh đang có mặt tại một trạm chờ xe buýt có gắn điều hòa ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây quả là một điều khó tin đúng không ạ? Tuy nhiên thì nó đã trở thành sự thật. Theo cảm nhận riêng của Hoàng Oanh thì khá là thoải mái và dễ chịu khi đứng tại đây. Và Hoàng Oanh tin chắc rằng những ai đã từng trải nghiệm sẽ có cùng cảm giác với Hoàng Oanh. Hy vọng rằng trong tương lai, tiện ích này sẽ nhân lên ở những điểm chờ xe buýt khác để phục vụ cho người dân. Hoàng Oanh, phóng viên tức Mekong đưa tin từ thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là hệ thống máy phun sương điều hòa không khí vừa được lắp đặt thí điểm tại hai trạm xe buýt trên đường Tô Hiến Thành trước cổng Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và trạm chờ xe buýt Đinh Tiên Hoàng trước cổng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Quận Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống này hoạt động khoảng 2 ngày qua. Từng làn sương mờ được phun ra từ hệ thống điều hòa này đang là một làn gió mới xua tan những khó khăn và bất tiện tại nhiều trạm xe buýt ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Mình thấy cảm thấy là thoải mái, rất là mát khi mình đứng ngồi chờ xe buýt trong những ngày nắng hè như thế này. Mình cảm thấy rất là tiện. Có một cái máy phun sương như thế này á, thì rất là tiện lợi cho sinh viên tụi mình đi học ra rất là nóng bức và ngồi chờ xe buýt rất là thoải mái hơn. Được biết, việc lắp hệ thống phun sương tại hai trạm chờ xe buýt là hoạt động thử nghiệm. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ nhân rộng ra nhiều nơi khác, cũng như nghiên cứu các ứng dụng khác đặt tại trạm xe buýt như bản thông tin điện tử, lối lên xuống dành cho người khuyết tật, người già. Do bận công việc làm ăn, một gia đình đã gửi con mình là một bé gái mới lên 6 cho một người láng giềng trông coi. Thế nhưng, họ không ngờ rằng mình đã giao trứng cho ác, bởi lẽ người hàng xóm này đã hiện hình thành con yêu râu xanh hãm hại đời bé. Vào sáng nay ngày 8 tháng 6, đối tượng Nguyễn Khắc Hải, sinh năm 1999, trú tại Lê Hồng Phong, Phước Long, Nha Trang, là kẻ hàng xóm xấu xí trên, đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Sau đây là chi tiết của vụ việc. Sau khi nhận được tin báo của người nhà cháu NTN, sinh năm 2011, trú tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, về việc con mình có dấu hiệu bị tổn thương nặng vùng kính. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng đến xâm hại trẻ em, nên cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Hải. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, sau khi đi nhậu về thấy cháu N đang nằm ngủ giữa nhà, nên bế cháu N lên giường rồi giở trò đòi bại. Trước đó 2 ngày, Hải cũng đã thực hiện hành vi tương tự như trên với cháu N. Hiện vụ việc đã được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang bàn giao cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ. Qua vụ việc trên, rất mong quý vị phụ huynh hết sức đề cao cảnh giác, không nên giao con em mình cho người lạ, thậm chí là người quen biết trông giữ khi mình vắng nhà. Bởi lẽ trong rất nhiều vụ án liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em mà tin tức Mekong đã đưa tin, thì chính các đối tượng này khi có cơ hội đã ra tay hãm hại các bé, gây nên hậu quả không thể nào bù đắp nổi cho các nạn nhân. Thưa quý vị, trong bản tin ngày hôm qua, chúng tôi đã đưa tin về việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang bắt tạm giam hai đối tượng Võ Trung Thực, sinh năm 1989, ngụ ở huyện Tịnh Biên, và Trần Bảo Trọng, sinh năm 1996, ngụ ở thành phố Cần Thơ, về tội cưỡng đoạt tài sản khi định dùng ánh nóng tống tiền một phụ nữ.
Thì vào sáng nay ngày 8 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cũng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tài 24 tuổi, ngụ ở huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận về tội cưỡng đoạt tài sản khi dùng ánh nóng tống tiền người tình lớn tuổi hơn mình nhiều lần. Sau đây là diễn biến của vụ việc. Theo điều tra, trước đó chị LTTV 42 tuổi ngụ thành phố Biên Hòa và Tài quen biết nhau rồi nảy sinh tình cảm. Họ nhiều lần vào nhà nghỉ để tâm sự. Trong thời gian này, Tài mượn của chị V 450 triệu đồng để tiêu xài. Đầu năm 2017, chị V đòi lại số tiền. Tài không trả, đe dọa chị V phải đưa thêm tiền, nếu không sẽ cho đăng hình ảnh nóng giữa hai người lên mạng. Lo sợ, chị V đã 3 lần chuyển tiền vào tài khoản cho Tài. Sau đó khi Tài tiếp tục yêu cầu chuyển tiền, chị V đã đến cơ quan công an trình báo. Hôm sau, Tài đến rút tiền tại một trụ ATM ở thành phố Đà Lạt thì bị các trinh sát bắt giữ. Thưa quý vị, bước vào mùa hè, thời tiết trở nên nóng bức, thế nên nhiều người dân miền sông nước có thói quen tắm sông, tắm suối để giải nhiệt. Bên cạnh việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước có thể xảy ra, thì mới đây lại có thêm một thông tin nóng đến rùng mình khi mà những ngày qua tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp đĩa theo đường nước chui vào cơ thể, sống ký sinh trong thời gian dài. Đến khi có biến chứng thì người dân mới biết mà cầu cứu bác sĩ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên tin tức Mekong tại Quảng Ngãi. Con đĩa suối có kích thước khoảng 15cm này vừa được các bác sĩ khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi gấp ra từ mũi của một người dân ở xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Bệnh nhân nhập viện khi có triệu chứng chảy máu mũi liên tục, khó thở. Theo chẩn đoán với kích thước này, dị vật đã sống ký sinh trong cơ thể bệnh nhân ít nhất một tháng. Vào viện với chảy máu mũi từng đợt kéo dài và đến khi nội soi phát hiện thì con đĩa đã lớn, có khi đã lên tới 15cm. Còn thường thì đĩa suối thì kích thước giống như là cọng lá liễu thôi, hoặc là như sợi tóc thì rất là khó thấy, rất khó nhận. Được biết trung bình mỗi năm, tại khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận và điều trị hàng chục trường hợp bị đĩa suối chui vào mũi, nhiều nhất là thời điểm mùa hè. Tình trạng này đang có chiều hướng gia tăng và có khả năng gây nguy hại cho sức khỏe con người nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Triệu chứng thời gian đầu thường không rõ ràng, khó phát hiện nên nhiều người hay chủ quan. Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng nước ao suối để tắm giặt, hạn chế những nguy hại từ dị vật sống như đĩa chui vào cơ thể. Kính thưa quý vị, một sự cố hy hữu vừa xảy ra tại tỉnh Bình Phước khiến cho nhiều người không thể tin nổi. Chỉ vì một sơ suất nhỏ trong quá trình thanh lý cây cao su, một số cây ngã vào trụ điện thuộc đường dây 110 kV gây mất điện hàng giờ liền. Điều đáng nói là khu vực mất điện tập trung nhiều nhà máy xí nghiệp gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Sau đây là diễn biến vụ việc. Sự cố đã gây mất điện hơn 30 phút tại trạm 110 kV Vedan 2, khiến cho nhà máy chế biến tinh bột mì Vedan dừng hoạt động. Ở đường dây 110 kV thuộc trạm Đồng Xoài đã khiến cho toàn bộ thị xã Đồng Xoài và khu công nghiệp Bắc Đồng Phú mất điện trong gần 2 giờ. Theo điều tra, nguyên nhân là do trong quá trình thanh lý vườn cây cao su thuộc nông trường 4, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Phú Riền, đơn vị khai thác đã làm đổ cây cao su vào đường dây tại vị trí trụ 177, 178 thuộc địa bàn xã Bù Nho, huyện Phú Riền. Ước tính thiệt hại ban đầu hàng tỷ đồng. Được biết trước đó khu vực này cũng gặp phải trường hợp mất điện tương tự, khiến người dân vô cùng bức xúc. Do hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nuôi con, một người đàn ông đã tìm người để cho con mình và nhận được 5 triệu đồng. Tuy nhiên, điều người đàn ông này không thể ngờ là mình đã vô tình giao con cho bọn buôn người đem sang Trung Quốc bán. Vào sáng nay ngày 8 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Quỳnh Thị Lượm sinh năm 1977, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Nguyễn Ngọc Lan sinh năm 1980, trú tại thành phố Long Xuyên, Phạm Thị Thu Hà sinh năm 1960, trú tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và Nguyễn Thị Cẩm Tú sinh năm 1982, trú tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, cùng về tội mua bán trẻ em. Sau đây là chi tiết của vụ việc thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương. Ngày 4 tháng 5 năm 2016, Nguyễn Minh Quý trú tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên đến gặp Lan bàn việc cho con trai của Quý là Nguyễn Minh Phúc, sinh tháng 1 năm 2015, rồi cùng đối tượng này đưa cháu Phúc xuống Cần Thơ gặp Hà. Sau đó Hà giao Phúc cho Tú để đưa ra Lạng Sơn, giao cho một người phụ nữ đưa sang Trung Quốc, cho Lượm bán được 33 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Đến ngày 14 tháng 5 năm 2016, biết được sự việc, người nhà cháu Phúc đến nhà Lan xin chuộc lại cháu Phúc nhưng không được nên đã đến công an phường Mỹ Thạnh trình báo. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Lượm 8 năm tù, Nguyễn Ngọc Lan, Phạm Thị Thu Hà mỗi bị cáo 7 năm tù và Nguyễn Thị Cẩm Tú 8 năm tù cùng tội về buôn bán trẻ em. Ngoài ra, tòa cũng buộc các bị cáo và Nguyễn Minh Quý nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.
liên quan đến câu chuyện tung tin quen biết với những người đang giữ chức vụ cao để chạy án chạy việc với mục đích lừa đảo, khiến hàng loạt người dân rơi vào cảnh tiền mất mà việc chẳng thành, được tin tức Mekong nhiều lần đưa tin cảnh báo. Vào ngày hôm qua, nữ quái Triệu Thị Phương Loan, sinh năm 1985, trú ở phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, từng khoe là người nhà của lãnh đạo cấp cao, lừa đảo gần 16 tỷ đồng, đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Loan là một cán bộ công an tại một phường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Do vỡ hụi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, bị nhiều chủ nợ thúc giục đòi tiền, nữ quái này nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua hình thức lừa chạy việc. Với thủ đoạn nói rằng có người nhà làm cán bộ cấp cao hứa chạy việc, nhiều người đã sập bẫy của Loan. Với 33 vụ lừa đảo cùng một thủ đoạn, Loan đã chiếm đoạt tổng số tiền 15 tỷ 760 triệu đồng. Bị đưa ra tòa xét xử, cựu cán bộ công an phường Bình Thản khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, khi nghe hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên chung thân, Triệu Thị Phương Loan suy sụp và bật khóc ngay giữa chốn công đường. Thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay ngày 8 tháng 6, một xe du lịch 45 chỗ chạy trên quốc lộ 2B hướng từ thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc về Hà Nội. Khi mà đến xã Hồ Sơn, Tam Đảo thì ô tô mất lái, đâm vào xe tải đi chiều ngược lại và lao vào sườn núi. Một phụ nữ bị văng từ trong xe ra ngoài đường tử nạn. Và được biết xe khách gặp nạn chở đoàn học sinh trung học phổ thông từ Hải Phòng lên Tam Đảo du lịch. Thời điểm gặp nạn trên xe có 38 người. Lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho biết người phụ nữ tử nạn là phụ huynh dẫn con đi cùng đoàn và 5 người khác đã bị thương nặng. Tiếp tục chương trình, chuyên mục Chuyện khó tin ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị về một thông tin thú vị vô cùng kỳ lạ. Đó là vào sáng nay ngày 8 tháng 6, người dân ở ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp xôn xao vì tại địa phương này có người mua được một con vật kỳ lạ. Ngoài thì giống với con cò ốc nhưng lại sở hữu cân nặng và khả năng ăn vô đối, khiến cho nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem. Con vật này kỳ lạ ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi. Chủ nhân của con vật trên là ông Bùi Văn Tiên, 54 tuổi, ở ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ. Ông cho biết đã mua con vật này từ một người dân. Con vật có bề ngoài gần giống như con cò ốc, bộ lông màu xám, phần ngoài cánh có màu đen, cân nặng 2,4 kg, độ dài sải cánh 1,7 m, chiều cao từ mỏ tới chân 1,7 m. Con vật có thể ăn trên 1 kg cá một ngày. Điều đặc biệt là tuy không nhốt nhưng con vật này chỉ đi xung quanh nhà. Thậm chí có lúc nó bay đi nhưng sau đó nó lại bay về nhà. Hiện ông Tiên đã trình báo chính quyền địa phương nhờ ngành chức năng xem đó là con vật gì, có phải là động vật quý hiếm cần được bảo vệ không để ông an tâm tiếp tục nuôi dưỡng. Như tin tức Mekong liên tục đưa tin, những ngày qua Hà Nội trải qua đợt nắng nóng khủng khiếp kỷ lục từ trước đến nay, khiến cho người dân vô cùng khổ sở tìm mọi cách chống chọi. Tuy nhiên, sau trận mưa quý như vàng vào chiều ngày 6 tháng 6 làm dịu mát phần nào không khí oi bức kinh hoàng, thì người dân tại một con đường liên xã thuộc xã Sông Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội vô cùng bất ngờ đến hoang mang khi cả một đoạn đường được khoác lên mình một màu trắng xóa như tuyết, hệt như ở các nước xứ lạnh. Câu chuyện này thật bất ngờ và kỳ lạ bởi chưa bao giờ tuyết rơi ở Hà Nội. Vậy thì những bọt tuyết trắng xóa này là gì? Theo chúng tôi được biết thì đến chiều nay vẫn chưa có câu trả lời chính thức về nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ này. Tuy nhiên, vụ việc này khiến cho tôi nhớ lại về con kênh Tàu Hủ, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cũng nhiều lần gây hoang mang khi mà cả kênh ngập tràn tuyết trắng tương tự mà tin tức Mekong từng đưa tin. Sau đây là chi tiết của vụ việc bọt tuyết trắng kỳ lạ tại Hà Nội. Đây là những hình ảnh bọt tuyết trắng xóa kỳ lạ phủ kín cả hai bên đường sau trận mưa lớn. Như quý vị thấy, nhiều xe máy mang biển số 33 và chiếc ô tô 4 chỗ đi ở giữa đường nhưng bị bọt nước trắng xóa phủ kín cả nắp capo, kính xe nên phải dùng cần gạt để khỏi mất tầm nhìn. Chủ xe ô tô cũng phải bật đèn pha trước để báo hiệu cho các phương tiện đi ngược chiều để tránh nguy hiểm. Xem clip này, nhiều người nghi ngờ có ai đó cố tình bơm nước có chứa chất tẩy rửa trên đường. Còn một số người khác đặt nghi vấn, liệu đây có phải là nước của một công ty nào đó cố tình lợi dụng lúc trời mưa mà xả nước thải không qua xử lý ra môi trường hay không? Còn một số người tại địa phương ở xã Sông Phương cho biết hiện tượng bọt trắng xóa nổi lên như vậy là do trạm bơm gần đó có tiến hành bơm xả nước. Nước tràn ra đường cùng với nước mưa nữa nên mới có hiện tượng nước nổi nhiều bọt trắng xóa như vậy. Tin hay không tùy quý vị. Như quý vị biết, rừng đóng vai trò rất quan trọng, góp phần bảo vệ và ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất. Thế nhưng, thay vì trồng cây gây rừng thì một số đối tượng lại dùng đủ các chiêu trò để phá rừng, bán gỗ quý trục lợi khiến người dân vô cùng bức xúc.
Liên quan đến vấn đề này, vào ngày hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa trao quyết định khởi tố bị can với 3 đối tượng: Nguyễn Trọng Hùng, sinh năm 1976, Trần Văn Hưng, sinh năm 1985 và Trần Văn Hải, sinh năm 1984, cùng ngụ tại xã Đắk Nội Rung, huyện Đắk Sông, tỉnh Đắk Nông, về hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Điều đáng nói là các đối tượng bị xử lý lại là người được công an thuê để chở gỗ tang vật về kho vật chứng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên tin tức Mekong về vụ việc nghe có vẻ rất kỳ lạ này. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Trọng Hùng được công an huyện Đắk Sông hợp đồng thuê vận chuyển gần 100 mét khối gỗ tang vật từ khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, huyện Đắk Sông về kho vật chứng của công an huyện Đắk Sông để xử lý. Lợi dụng cơ hội này, Hùng chỉ đạo hai đối tượng còn lại cắt hạ 5 cây gỗ du sam, một cây gỗ dổi thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, xếp trà trộn vào gỗ tang vật mang ra khỏi rừng với số lượng gần 18 mét khối, trong đó có hơn 13 mét khối gỗ du sam. Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung đã tịch thu toàn bộ gỗ và tạm giữ phương tiện vận chuyển của nhóm đối tượng, tiếp tục điều tra xử lý vụ việc. Một vụ án kinh hoàng vừa xảy ra tại một phòng trọ trên đường D1, khu dân cư Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào khoảng 22 giờ đêm qua. Một nam thanh niên không hiểu vì nguyên nhân gì đã đến phòng trọ của bạn mình khi mà người bạn này không có ở nhà và treo cổ tự vẫn trên gác. Khi chủ nhân của phòng trọ đi làm về thì vô cùng thất kinh khi mà phát hiện sự việc. Sau đây là nội dung của vụ án bí ẩn này. Vào thời gian trên, anh Tê đi làm về thì phát hiện phòng bị khóa trong. Nghi có chuyện chẳng lành, anh liền phá cửa để vào. Khi vào được bên trong, anh Tê táo hỏa phát hiện người bạn thân tên Nguyễn Văn Dương, 28 tuổi, quê Nghệ An, đã chết trong tư thế treo cổ ở trên gác. Quá hoảng sợ, anh Tê liền hô hoán mọi người rồi trình báo cho cơ quan chức năng. Theo anh Tê cho hay, vì anh Dương là bạn thân nên anh có đưa cho bạn một chìa khóa phòng. Tuy nhiên, anh Tê vẫn chưa thể hiểu vì sao người bạn thân lại đến phòng trọ của mình tự tử. Nhận tin báo, lực lượng chức năng thị xã Dĩ An đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân ban đầu vụ việc. Đến 23 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để tiếp tục phục vụ công tác điều tra. Cửa hàng tiện lợi độc nhất vô nhị, bán thức ăn nhưng không hề ăn được. Chụp ảnh làm bằng lái xe hài hước nhất quả đất. Chị Hồng Thức nè, Quỳnh Lân có một câu đố dành cho chị Hồng Thức. Đố chị Hồng Thức chứ lỡ một ngày mà chúng ta đi ngoài đường mà thấy khát nước quá, đói bụng quá, rồi chúng ta đi vào một cửa hàng tiện lợi có đủ các loại đồ ăn, trong đó có nè sandwich nè, xúc xích nè, rồi có đủ các loại nước ngọt luôn, nhưng mà lại không tài nào ăn được, vậy thì tại sao? Khoan, người này có tiền không? Có luôn. Căng nha, có tiền mua mà mua rồi không ăn được là sao ta? Nguyên nhân nằm ở đoạn clip ngay sau đây. Đây là cửa tiệm thú vị mà chúng ta vừa đề cập ở thành phố New York nước Mỹ. Nào là hot dog, nước ngọt, nào là rau củ xanh tươi và nhiều loại thức ăn nhanh khác. Thế nhưng thực chất chẳng món nào có thể ăn được bởi tất cả chúng đều được làm bằng vải nỉ. Ngạc nhiên là chuyện bình thường thôi, bởi nhờ vào bàn tay khéo léo của nữ nghệ nhân Lucy Sparrow, từng món đồ trong cửa tiệm này đều trông thật đến khó ngờ. Lucy cho biết chị và trợ tá của mình đã làm 9.000 món đồ bằng vải nỉ ở London, nước Anh. Sau đó chị đã vận chuyển 9 tấn vải nỉ bằng 4 chiếc máy bay đến nước Mỹ để thực hiện cửa hàng độc nhất vô nhị này. Mặc dù không thể ăn được, song từng món đồ trong cửa hiệu này là vô cùng có giá trị. Một hộp bánh có giá đến gần 800.000 đồng và nếu yêu thích, bạn có thể mua cả cửa tiệm này với giá 500.000 đô la. Tiếp tục là một thông tin cũng không kém phần thú vị dành cho khán giả, nhưng mà e là các khán giả nam thì không thích cho mấy đâu. Thú vị nhưng mà khán giả nam thì lại không thích, lạ quá nha. Đơn giản thôi Quỳnh Loan, bởi vì thông tin này liên quan đến dấu hiệu nhận dạng của người đàn ông, đó là bộ râu. Một công ty xây dựng ở nước Anh mới đây vừa đưa ra một quy định mới vô cùng ngộ nghĩnh, đó là các nhân viên của họ sẽ không được đi làm nếu chưa cạo râu. Trong khi nhiều quý ông cho rằng bộ râu là cách thể hiện sự nam tính của họ, thì quyết định này đã khiến cho nhiều đấng mài râu cảm thấy choáng váng. Thế nhưng công ty này cũng có lý do đáng chú ý, đó là công trường xây dựng là nơi có rất nhiều bụi. Cạo đi bộ râu là cách tốt để cho công nhân của họ không bị bám bụi và cũng là một cách để bảo vệ sức khỏe của chính họ.
Thế nhưng, nếu bạn là một tín đồ tôn giáo không thể cạo râu được thì cũng cứ yên tâm, bạn thuộc trường hợp ngoại lệ của quy định khác lạ này. Với nhiều người, ảnh chụp in trên bảng lái xe cũng như hình chụp chứng minh nhân dân là bức ảnh cần nghiêm túc và xinh đẹp nhất. Thế nhưng quan điểm đó không phải của chàng trai Sean Corbett đến từ bang Arizona nước Mỹ này. Bởi bức ảnh được chọn để in trên bảng lái xe của anh là tấm cho thấy anh đang đội một cái khay lọc mì trên đầu. Sau nhiều năm liền cố gắng thuyết phục các nhà chức trách cho phép sử dụng bức ảnh hài hước này. Ngay sau đó, tấm hình bằng lái xe của anh cũng được lan truyền đi, nhanh chóng mặt trên mạng Internet. Anh cho biết lý do khiến anh làm điều lạ đời này là vì muốn nhắc mọi người không nên phân biệt đối xử với nhau và nhất là phân biệt tôn giáo. Thưa quý vị và các bạn, lâu nay, nhiều cha mẹ vẫn nghĩ rằng việc đăng ảnh con lên các trang mạng xã hội là một việc làm hết sức bình thường. Thế nhưng, trước thông tin cha mẹ đăng hình ảnh đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ lên Facebook sẽ vi phạm pháp luật đã nhận được nhiều quan tâm kèm theo nhiều lo lắng của phụ huynh. Theo quy định, từ 1 tháng 6 này, nếu trẻ từ 7 tuổi trở lên muốn đăng ảnh hay thông tin của trẻ thì cha mẹ cần phải hỏi ý kiến. Còn nếu trẻ chưa đủ 7 tuổi thì cha mẹ có quyền quyết định, nhưng phải xem xét dựa trên mục tiêu vì sự phát triển tốt nhất của trẻ. Và vấn đề đặt ra là ai sẽ là người xử phạt nếu có cha mẹ vi phạm? Và chuyện cha mẹ có hỏi ý kiến con hay không thì ai sẽ là người xác nhận? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để có câu trả lời. Dạo một vòng quanh các trang mạng xã hội, rất dễ bắt gặp muôn kiểu khoe hình con. Từ vui chơi, chạy nhảy đến quấy khóc. Ngay cả thành tích học tập hay thông tin cá nhân của con cũng được phụ huynh vô tư chia sẻ như thế này. Với suy nghĩ, con mình thì mình cứ đăng, nhiều cha mẹ chưa thực sự quan tâm đến suy nghĩ của con trẻ, mà đơn thuần đây chỉ là thói quen hay sở thích của riêng mình. Nói về mặt tích cực, đăng lên để mình khen thưởng, mình động viên cho con cái nó học tập. Nhưng mà về mặt tiêu cực của nó thì nó sẽ có rất là những cái xấu về hậu quả sau này, về phía sau chứ mình cũng không lường được. Còn tự động đăng thì tôi phải hỏi ý kiến của con chứ không có được phép ấy. Tại vì khi đã nó đã biết lên Facebook, biết kết bạn bè, biết giao lưu trên đó thì cái quyền tự do riêng tư của con cái thì tôi không có xen vào. Nhiều khi cha mẹ đăng lên những kết quả học tập gì thì em cảm thấy lo lắng, nên là không có chú tâm về việc học được nhiều. Em muốn là như cha mẹ hiểu đặt tâm lý cho chúng em nhiều hơn, sẽ hiểu cho chúng em nhiều hơn, quan tâm và hỏi về những cái tâm tư mà chúng em muốn chia sẻ. Theo lý giải của nhiều người được cho là nghiện đăng hình con trên mạng xã hội, thì hành động này là một cách riêng để thể hiện tình cảm, và đây cũng là cách để cho mọi người chiêm ngưỡng hình ảnh cũng như thành tích của con mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhận định, nếu vô tình đăng tải hình ảnh hay thông tin cá nhân của trẻ lên mạng xã hội mà không có sự kiểm soát, đôi khi chúng ta đã biến những đứa trẻ trở thành mục tiêu cho các đối tượng xấu. Để hạn chế việc đăng ảnh gây ảnh hưởng đến đời tư của trẻ, Luật Trẻ Em năm 2016 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm nay đã quy định chi tiết một số nội dung mới về quyền bí mật đời sống riêng tư và bảo vệ trẻ em trên mạng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu rằng việc này có dễ thực thi? Do luật là vừa mới có hiệu lực, cho nên có thể là nhiều người sẽ chưa có nắm bắt rõ cái quy định này, dẫn đến là một số phụ huynh cũng có thể suy nghĩ là mình sử dụng hình ảnh của con mình là điều rất bình thường, vì con mình thì mình có toàn quyền. Tuy nhiên, những suy nghĩ như thế sẽ dẫn chúng ta đến cái việc vi phạm pháp luật hàng ngày từ những cái hành động nhỏ nhất mà chúng ta không biết đối với con mình. Tôi thấy rằng là các bậc phụ huynh nếu như sử dụng những hình ảnh, những cái thông tin cá nhân, những cái bản kết quả học tập của trẻ chẳng hạn, thì nên cân nhắc làm sao để bảo vệ cho quyền lợi của trẻ là trước tiên, chứ không nên là chỉ nhằm để thỏa mãn cái sở thích cá nhân của mình. Luật đã quy định rõ là đối với việc đưa thông tin cá nhân của trẻ lên mạng thì phải được sự đồng ý của trẻ nếu trẻ trên 7 tuổi. Nếu chưa được sự đồng ý mà người lớn vẫn làm là phạm luật. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia nghiên cứu luật thì mục tiêu chính của đạo luật này là bảo vệ trẻ em chứ không nhằm hướng tới việc xử phạt. Việc làm đơn giản là đăng ảnh con lên mạng xã hội, nhưng đôi khi qua đó chúng ta đã cung cấp thông tin, hình ảnh của trẻ cho đối tượng xấu, lợi dụng để thực hiện hành vi như bắt cóc, tống tiền.
Thay vì đặt câu hỏi ai là người phạt nếu đăng ảnh, thì các bậc cha mẹ hãy tự hỏi liệu việc làm của mình có nguy hiểm cho chính con mình hay không. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức Mekong ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.